cá chết hàng loạt tại khắp các lồng bè. Đây là những hình ảnh diễn ra liên tục nhiều ngày nay tại một số xã phường ở thành phố Hải Dương. Nhặt từng con cá chết, chị Thúy chưa bao giờ nghĩ có ngày gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Chết một cái nó đột xuất, nó đột ngột quá thì người dân chúng tôi không thể thu kịp chứ. Tất cả chị em mọi người đều có công, có việc nên vớt từng con cá chết để bán, để cứu lại được đồng nào hay đồng đấy. 143 cân. Gỡ gạc được đồng nào hay đồng ấy, nên với số cá còn sót lại, một số chủ lồng vội vàng bán tháo. Chúng tôi nuôi cá là sang năm thứ 10 rồi mà chưa gặp trường hợp này. Nuôi đến hơn 2 năm mà đang đến lứa xuất. Bình thường chúng tôi mà không cá nó không bị này, chúng tôi bán từ 65.000 đến 70.000 một kg. Mà giờ chúng tôi bán còn lại này chỉ có 20.000 một kg thôi. Riêng nhà tôi là đã 200 tấn cá, không phải ít đâu. Nó vẫn còn đang bơi, nó vẫn đang ngớp về. Nhưng mà nó yếu, vớt lên để bán rẻ. 10.000 con cũng bán, không thì để nó cũng chết. Thời điểm hiện tại chỉ tính riêng phường Nam Đồng thì số lượng cá chết đã lên tới hàng trăm tấn và tất cả các hộ kinh doanh đều bị thiệt hại nặng. Và trung bình trọng lượng thì mỗi con cá nó sẽ dao động từ 5 đến 8 kg. Đây chính là cái thời điểm vàng để thu hoạch. Thế nhưng đứng trước thực trạng này thì bà con có nguy cơ mất mùa. Lồng cá này nó cứ tự dưng nó chết hết như thế này. Đấy tất cả coi như là vứt đi hết thôi chứ không còn cái gì. Bây giờ trắng băng tất cả một dãy này là không còn một cái gì cả. Từ một dải sông kia lên trên này. Không có cách nào xử lý được. Thì bây giờ nó như thế này rồi, phải xử lý kiểu gì? Cá lồng là gần như là kinh tế chủ đạo của bà con nhân dân. Nên xảy ra cái việc này là nó thực ra là thiệt hại cho bà con và cũng là thiệt hại cho địa phương nó rất chi nhiều. Nếu như trước đây, tỷ lệ hao hụt trong nuôi trồng thủy sản ước tính chỉ khoảng 20%, thì năm nay, con số này tăng lên gấp nhiều lần. Theo kết quả kiểm tra, bước đầu đã tìm ra nguyên nhân cá chết bất thường. Thời tiết đúng là biến đổi thất thường, khắc nghiệt hơn mọi năm rất nhiều. Đây là những cái bất lợi rất lớn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và cho nuôi trồng thủy sản nói riêng. Bước đầu chúng tôi xác định là nguyên nhân chính dẫn đến cá chết trong những ngày vừa qua đó là tình trạng thiếu oxy hòa tan trong nước. Lúc nào cũng sụp 100%, bảo thiếu oxy thì không thể thiếu được, mà thiếu oxy thiếu một lồng hay một nhà này ạ. Như đây cả một dòng sông là mấy chục km, sao lại chết hết nổi cả một bàn mà lại bảo thiếu oxy. Đa số các hộ nuôi cá đều có kinh nghiệm hơn chục năm, nên ai nấy đều biết cách xử trí khi cá gặp vấn đề bất thường. Tuy nhiên lần này vì quá đột ngột nên không ai kịp trở tay. Dù đã thử đủ mọi cách, nhưng gần 100 tấn cá nhà anh Thắng đều không cứu vãn được. Chưa bao giờ có một cái hiện tượng chăn nuôi mà chết mức độ kinh khủng như này. Chết không thể hình dung ra được, một đồng cá nhân nên chết hết. Tất cả các giải pháp của những người hộ chăn nuôi là đã dùng hết rồi. Sục, suối rồi, thuốc men, tạo oxy, tất cả mọi cái. Không nuối tiếc và xót xa sao được. Bởi tiền bạc và công sức suốt những năm qua, coi như đổ sông, đổ biển. Việc cá tản và công sức biến mất trong chốc lát. Giờ đây họ đang phải loay hoay khắc phục tình trạng cá chết để giảm thiểu mức độ thiệt hại và chờ đợi kết luận chính thức nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này. Từng bao cá chết vứt la liệt, máy móc xe tải liên tục được huy động để khẩn trương thu gom đưa đi xử lý. Giao cho không chứ người ta đi lấy cho là tốt rồi. Nếu mà tính bao thì thật sự ra là không đếm được, bởi vì là lúc đây thì đếm thử thôi, còn đâu là ô tô này là sở từ sáng giờ, từ 2 giờ sáng giờ rồi. Toàn bộ đây là cá chết hết, không có làm sống đây cả. Mang cái này đem để đi tiêu hủy, rồi họ làm mua về họ làm phân bón, họ làm carbon cò đấy. Và giá bán rất là rẻ thôi, chỉ là 1-2 nghìn một cân thôi. Phải cho đi luôn, không thể nào để đây sẽ ảnh hưởng con cá nó sống sót còn lại ở dưới hồ, nên phải cho đi luôn và ngay. Lượng cá chết lên tới hàng chục tấn mỗi ngày, nên các chủ lồng không kịp vớt. Nhiều người sắn tay tập trung vớt cá, cứu nguồn nước, giảm mùi hôi thối. Nếu mà để cứ ngâm cái lượng cá chết ở dưới sông như vậy thì rất chi là ô nhiễm môi trường. Nên là chúng tôi đã thành lập ra các cái tổ thanh niên tình nguyện để giúp đỡ bà con. Theo thống kê sơ bộ, có đến 16 xã phường trên 9 huyện thành phố của tỉnh Hải Dương xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt với số lượng hàng trăm tấn. Nguyên nhân cá chết thì cũng đã được xác định do thiếu oxy. Nhưng thiếu oxy do đâu thì vẫn chưa có kết luận chính thức. Bởi việc thiếu oxy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thời tiết, nhiệt độ, áp suất.
Khi mà bước đầu xác định là do thiếu oxy thì cũng khuyến cáo tăng cường sục khí và đảo nước để tăng cái lượng oxy ở trong các lồng nuôi. Đồng thời là với những cái lồng nuôi mà cá vẫn còn khỏe mạnh, vận động và kết nối với lại cả thương lái, tăng cường cái việc thu mua cho người nông dân, đảm bảo cung cấp điện được đầy đủ và kịp thời để tránh những cái hiện tượng là mất điện, bởi vì khi mà mất điện thì nó ảnh hưởng đến cái việc sục khí tạo oxy. Dù lượng cá sống trong lồng cũng chẳng còn là bao, nhưng sợ cá tiếp tục chết nên gia đình chị Tuyết đành di chuyển cá sang nơi khác với hy vọng còn nước còn tát.